Mới 7 giờ sáng mà nó nóng như lửa vậy á. Wow, 7 giờ sáng thôi. Chưa chiều nữa. Làng ăn bằng, biển ăn bằng, nóng như lửa. Có ai tắm không? Ờ, chẳng ai tắm. Chắc không ai tắm hết, chắc không ai bơi hết. Chị Châu Văn Sương một mình nữa. Cứ một mình không à. Ok, thôi đi tắm rồi.